Đến 18 giờ chiều nay, tỉnh Hưng Yên ghi nhận thêm 4 bệnh nhân COVID-19, tất cả đều là các trường hợp đã được cách ly từ trước. Trong đó, 2 trường hợp có địa chỉ ở huyện Tiên Lữ, 2 trường hợp có địa chỉ ở huyện Yên Mỹ, tất cả đều ghi nhận trong các khu cách ly tập trung. Như vậy, từ ngày 21 tháng 6 đến nay, tỉnh Hưng Yên ghi nhận 211 ca bệnh. Trong ngày 19 tháng 7, toàn tỉnh rà soát được 34 người trở về từ vùng dịch, trong đó có 11 người về từ thành phố Hồ Chí Minh, 9 người về từ các tỉnh miền Nam và 14 người về từ các vùng dịch khác. Ngày 19 tháng 7, huyện Kim Động dỡ bỏ phong tỏa khu dân cư gồm 21 hộ ở thôn Nghĩa Giang, xã Toàn Thắng và kết thúc giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 toàn bộ thôn này.